Ok, giờ mình sẽ nói sơ qua về hệ thống nghề. Ok, các bạn bấm phím V đây, phím V mặc định là phím tắt của hệ thống nghề đây. Ở hệ thống nghề này là các bạn tắt thì mình qua tắt hai đấy. Và để một số điều sau là quan trọng. Thì mình thì ở vào khi các bạn vào nhân vật thì nghề các bạn là ở sở cấp 1. Và để nhanh lên nghề nhất thì tốt nhất là các bạn nên đi đào nguyên liệu. Một cấp năm thì các bạn để đào các nguyên liệu ở đây, và mình sẽ chỉ cho các bạn luôn là các bạn vào mặt này, mặt có cái đúng đặc khoai này. Vào mặt này phải đào đào Silverstone. Khi các bạn đào nguyên liệu và các bạn chế tạo nguyên liệu, đây là chế tạo nguyên liệu, các bạn chế tạo nguyên liệu khi cấp nghề của bạn, các bạn sẽ lên. Khi cấp nghề lên thì các bạn sẽ có điểm vào đây, cho các bạn một số điểm để nâng một số các bạn có thể giống ví dụ chế tạo một cái gì đó là để nâng cấp nghề, nâng cấp đào của bạn lên chẳng hạn. Okay. Và các bạn để ý là những cái ở trên này, ở đây các bạn ví dụ như thế này là các bạn ưu tiên cho mình vì nó rất là có lợi, và đặc biệt là ở tập thứ ba này theo mình là hai cái này là có lợi nhất, và nó có thể cho các bạn là gửi mail hoặc là bán đồ, không cần phải di chuyển đến nơi PC. Ví dụ ở đây mình muốn bán đồ, mình sẽ chỉ cần một action lên đây. Và kích chuột phải vào thử mình muốn bán lên, thì mình bán ở đây chẳng hạn. Okay. Đây là giá của tụi nó bán, đây là giá rẻ nhất. Và nếu mình muốn bán nhanh hơn thì mình bán gì để rẻ hơn nó nữa chẳng hạn. Khi mà các bạn theo bán đồ như thế này á, mà có người mua đồ các bạn thì nó sẽ gửi cái mail cho các bạn, tiền nó sẽ gửi cái mail, và các bạn chỉ việc kích vào đây và nhận tiền thôi. Đó là các bạn lưu ý là nâng mình là nâng cái hàng ở trên này thì nó có những cái rất là có lợi, nó cho mình mở thêm túi để ở đây túi đựng nguyên liệu. Bấm đây là nó cập nhật nguyên liệu với các bạn. Okay.